Rồi, hôm nay dẫn các bạn đi bắt ốc sên nha. Đây. Wow, có sao? Wow, chỗ đây con ốc sên này các bạn. Đây này, chỗ con đây con ốc sên này. Con nó đang bò ra này. Wow. Ồ, đi kiếm ăn nè các bạn. Ốc sên bây giờ đi đang đi kiếm ăn nè các bạn. 1 2 3. Mới được. Vừa động cái giỏ tụt vô luôn các bạn. Vô bấm à, tụt vô. Ồ, mấy cho vô giỏ luôn các bạn. Đó, một con nha. Wow, thấy con thứ hai nè. Con này đang ăn gì đây? Con này đang ăn gì đây? Đó. Các bạn nhìn kỹ luôn, nó đang ăn gì vậy? Đang ăn lá cây thì phải. Ồ, đang ăn đất các bạn. Cho vô luôn. Cho vô giỏ luôn. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ đi bắt những chú sên nhỏ nhỏ. Wow, đây có một con này. Đó, đang ăn cây reo này các bạn. Đó, thấy chưa? Con này đang ăn reo này. Đúng, thục vô rồi bạn. Đó. Quá trời rồi. Wow, trên đây có hai con luôn. Hai con luôn bạn. Đó, thấy chưa? Đó, một con đang vượt rào qua này, vượt rào. Đó, đang vượt rào ra nha. Vượt rào tính ăn cây reo đây này, nó bấm vừa động tục đầu vô bạn. À, cho vô giỏ luôn bạn ơi. Ồ, con đây, con đây này, con đây mấy cái sứ ấm hay sao ta? Quả nó đang ăn cây reo rồi, đang ăn mất mất khúc reo đó rồi. Ồ, động tục vô luôn bạn. Cho vào vỏ luôn. Rồi, xuống theo cho mình đi bắt ốc sên tiếp nha các bạn. À, đây có một con luôn. Đây đi. Đó, con này đang kèm gì đây? Đang ăn này các bạn. À, nó ăn cây reo, nó ăn cây reo. Đi ăn đêm, đây ban ngày nha, đi ăn ban ngày. À, con xin là đi ăn ban ngày các bạn. Không phải đi ban đêm. Rồi, à, mình sẽ đi bắt tiếp. Con xin lầy lộn. À, đây. Con đây có một con này các bạn. Đó. Vừa thấy mình tụt đầu vô luôn rồi. Đang. Mới vừa thấy tụt đầu vô luôn rồi các bạn. À, đầu vô sợ quá gãi ngứa bắt đầu luôn tôi vô giỏ các bạn. Rồi, bắt đầu đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 thấy con rồi bạn, bảy con ốc sên. À, trời, con này to dữ ta. Wow, con này là đang làm gì vậy? Đang đi trứng hả? Wow, to ghê chưa các bạn. Sên quá trời to luôn rồi. Cho gió các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ đi bắt ốc sên nha các bạn. Chú ốc sên đây. Trời, đây có một con nhỏ chút xíu này. Và hai con luôn, hai con này đang ăn luôn. Có thấy chưa, con này nấp dưới đây luôn. Ồ, con bắt con này trước đã. Cho gió mà. Ồ, con này đang ăn nè. Ồ, coi chưa bạn, đó. Đó đang ăn đó. Ờ, ăn đi đâu, cho vô bắt luôn. Quyên ủ ốc rổ ốc sên luôn nha các bạn. Tiếp tục đi bắt những đây. Trời, đây có một con nữa nè. Nha, con đây như trời nắng quá, nó trốn đây luôn rồi các bạn. Hít cứng nhắc luôn nè. Con đây hít cứng nhắc luôn rồi. Trốn coi vô giỏ luôn các bạn. Thêm một con nữa. Con đây chuẩn bị lòi đầu ra nè. Đó, nó lòi đầu bên đây các bạn. Có trốn ánh nắng này nha. Người động tục đầu vô luôn bạn. Bắt đầu luôn. Cho vô giỏ luôn các bạn. Bắt đầu mình sẽ đếm nha. Ốc sên này bỏ bự. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con các bạn. 12 con rồi. Con đây tính lòi đầu ra mà chưa lòi đầu ra này các bạn. 12 con rồi. Wow. Động tục vô luôn bạn. Ồ, con này bự nè bạn. Quá trời bự luôn. Thêm một con này đi nó bỏ gió vô đây. Rồi thêm một con này nữa bòi đâu đây. Con này đi đâu đây? Mới lò đầu ra nó tục vô rồi bạn. Thấy mình sợ. Thôi tục vô đâu. Chắc nó to các bạn à. Rồi gõ luôn. Đây, một con này đang lòi đầu ra này các bạn. Đó. Đây.
đi đâu đi đâu mà vui mà vàng, đi đâu mà vui mà vàng. Đến ăn cây reo đổ vô vỏ luôn, ăn cây reo nè. Nhiều quá, xe rồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 con à, được 15 con ốc sên rồng bạn. Rồi vậy là hết ốc sên rồng, không còn có ốc sên nào hết chưa, hết ốc sên rồi bạn. Rồi họ bắt được 15 con ốc sên, quá trời đã luôn.